Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Có mấy kinh sư người phụng rằng ông này nói bạo thường, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này có người có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Không ai là một hòn đảo, sống là sống cùng, sống cho và sống với thân nhân. Vừa mở mắt chào đời, con người đã phải đón nhận sự nâng đỡ của người khác. Rồi trong suốt cuộc đời, không ai có thể tự hào mình không cần nhờ vả đến ai cả. Như thế, sống là một sự liên đới luân lưu của những trao đổi và cảm thông. Tôi phải nhờ đến người khác và cũng có bổn phận để người khác nhờ đến tôi. Đời sống tin cũng không ngoài đồng luật ấy. Ơn cứu độ được gửi đến cho tất cả mọi người, chứ không cho riêng một ai. Mỗi cá nhân đón nhận, nhưng rồi phải san sẻ cho người khác. Sự thánh thiện hoặc tội lỗi của một người cũng có ảnh hưởng đến người khác. Và Chúa Giêsu đã lên án mạnh mẽ những ai làm cớ bất phạm cho người khác xa lìa Thiên Chúa. Ngài nói: Ai làm cớ bất phạm cho một trong các trẻ nhỏ này thì thà cột cối đá mà ném xuống biển. Còn tôi, tin mừng hôm nay thuật lại một phép lạ xảy ra nhờ sự ảnh hưởng của tập thể. Một người bại liệt được khiêng đến cho Chúa Giêsu. Tin mừng Marco và Luca còn cho chúng ta thấy rõ hơn hoàn cảnh của sự việc. Vì không có chỗ để chen vào, người ta leo lên ở mái nhà và phòng người bệnh xuống trước mặt Chúa Giêsu. Như thế, tất cả sự việc diễn ra không kèm theo một câu nói hay một lời văn xin nào. Thế nhưng, hành động đó đủ để diễn đạt tấm lòng của nhiều người. Chúa Giêsu thấy lòng tin của họ và Ngài đã chữa lành cho bệnh nhân. Dấu lạ hay phép lạ đòi hỏi lòng tin, và một khi lòng tin đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa thì con người sẽ dễ dàng đọc được dấu lạ, và lòng tin đó có thể chuyển dấu lạ hay ơn lành sang cho người khác. Mà chúng ta hãy dùng từ chuyển cầu. Với đám đông vây quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng, thì việc đưa bệnh nhân đến gần Ngài quả là một cố gắng vượt mức. Nhìn vào cố gắng này, chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi về Chúa Giêsu: Ngài là ai mà
mà nhiều người phải cố gắng tìm gặp đến thế. Đặt câu hỏi tức là đã bắt đầu tiến gần đến với niềm tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng dường như con người đến với Thiên Chúa để tìm kiếm những ích lợi cho bản thân mình, chữa lành về hay là ích lợi về vật chất. Thế nhưng thông qua việc chữa lành hay cho ăn no nê, chúng muốn hướng con người đến của ăn thiêng liêng, đến sự chữa lành tâm hồn, để con người gặp gỡ và kết hiệp với Thiên Chúa, là nguồn sống, là hạnh phúc và là bình an cho chúng ta. Tội con đã được tha tội. Khi được thông dông, khi được tự do, thì con người đến với Thiên Chúa sẽ cảm nhận được sự bình an, sự hạnh phúc, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Hiệp dân thánh lời hôm nay, xin Chúa cho chúng ta biết sống niềm tin, dù cho có gặp nhiều cản trở trong cuộc sống, để nhờ đó chúng ta sẽ nhận được ơn lành của Chúa và củng cố niềm tin cho nhiều người xung quanh chúng ta. Amen.